Một mẫu xe tay ga sở hữu thiết kế Ý có phần lạ mà lịch lãm. Một mẫu xe tay ga bánh lớn phục vụ công việc di chuyển hàng ngày. Và một chiếc xe với các công nghệ đi đầu. Liệu ngần ấy đã đủ làm thỏa mãn những chủ nhân mê các cung đường trên dải đất hình chữ S? Những con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại chung một điểm đam mê. Xin chào các bạn, mình tên là Bách. Mình là một trong những thành viên của câu lạc bộ chơi xe Piaggio Medley ở Việt Nam. Thực ra thì thời gian thành lập hội mình cũng chưa được lâu. Và thứ hai là cái dòng xe này cũng khá kén người sử dụng. Thế nên là cái số lượng thành viên trong hội bây giờ cũng chỉ khoảng dao động khoảng từ 500 đến 1.000 thành viên. Cảm thấy là ít nhưng mà chất lượng. Tức là anh chị em ngoài những chia sẻ vấn đề xe cộ ra thì đã quan tâm với nhau vấn đề đời sống công việc hàng ngày, rất là vui. Hoạt động nhóm của hội bọn anh thì anh em hay chia sẻ nhau về các cái kinh nghiệm là sửa chữa xe, độ xe, offline cà phê hoặc là ăn uống, chia sẻ kinh nghiệm về xe máy, các kinh nghiệm về công việc ngoài cuộc sống. Các cái thành viên trong hội cũng rất là đa dạng, kể cả các độ tuổi cũng thế. Trải dài có thể là từ sinh viên cho đến các anh đã khoảng tầm 40-50 tuổi. Nhưng mà cái đa dạng đấy chính là cái mà để gắn kết mọi người nhiều hơn. Chiếc xe luôn đóng vai trò là thành viên kết nối tất cả mọi người trong group với nhau. Và để nhắc đến các trang bị cũng như tính năng an toàn thì Bách muốn chia sẻ về những lần chiếc xe đã giúp mình. Thực sự là khi mà mình di chuyển giao thông trong thành phố thì với cái nhịp mật độ nó đông như thế thì gần như là những cái trường hợp xảy ra bất ngờ là mình không thể tránh được. Đấy, nhưng mà nhờ cái ABS mà nó đã cứu mình rất nhiều lần. Kể cả đi khi trời mưa, mưa to chẳng hạn, đường trơn trượt, gần như là tầm nhìn không thấy nhìn thấy gì. Mà khi chỉ cần một cái xe cắt ngang qua mình vẫn xử lý được thì không nghĩa là an toàn. Đấy, còn khi mà đi đường xa thì có một lần mình với bạn đi lên một căng trải thì trên một cái góc đường cũng khá là khuất. Thì khi mình vừa vào đến góc cua thì gặp cái trường hợp là hai chiếc xe tải đang tránh nhau. Họ đang vượt ngược chiều, coi như phần đường của mình không còn một chút nào. Nhưng trong khi đấy là chỉ cần chậm một chút nữa, không phanh kịp ấy, là có thể mình đã va lao vào cầm xe rồi. Có thể đối với các bạn, người bạn đường là anh bạn thân hay cậu bạn thân chung giường. Nhưng đối với Bách thì lại chính là chiếc Piaggio Medley này. Chiếc xe đã cùng Bách rong ruổi khắp các cung đường trên dải đất hình chữ S, từ cung đường xuyên Việt hay các cung đường Tây Bắc như Mù Căng Chải, Hà Giang, lên đến cột cờ Lũng Cú, hay là các cung đường gần huyện như là Từ Mộc Châu, Ba Vì, Tam Đảo.